Ok chào các bạn nha. Cái này về lâu lắm rồi mà không có thời gian để mà giới thiệu luôn các bạn. 7kW. 7kW tua 3000. Con này áp 200V nha. Lực kéo 22.3 Nm ha. Con này hàng bao zin nha, bao zin. Những con mà tầm 5kg trở lên các bạn, nó hay gắn cái quạt tản nhiệt nha. Nó hay gắn cái quạt. Còn cái này là cái encoder các bạn. Đó, này con encoder không có xài nè. Mình xài 3 dây 3 phai nè. Bạn thấy 3 dây không? Bỏ dây xanh ra nha. Còn con là quạt, con này quạt nha các bạn. Con này encoder nè. Các bạn thấy quạt á, nó cũng sẽ làm một cái dây cảm biến nha. Để làm gì? Để khi mà bật điện lên các bạn, nó sẽ nhận biết được là cái quạt có chạy hay không nha. Bắt buộc quạt phải chạy. Quạt mà không chạy, không hoạt động là nó báo lỗi, nó ngưng nha. Tại vì sao? Tại vì khi nó hoạt động mà không có quạt á, nó sẽ bị nóng. Cái con này bán nhanh các bạn 3,4 triệu nha. Để như vậy giao 3,4 triệu bao ship, còn thu về tầm 3,1 triệu 50. 7kW tua cao nha. Mua rẻ bán rẻ, mua nhanh bán nhanh. 7kW, hàng bao nguyên zin, quay êm thì khỏi bàn. Con này hình như nó có cái có cục này nè. Khách nào mua trước thì còn cục này nhé. Khách nào mua sau thì hết rồi, còn có cục một à. Mình nhớ không lầm thì nó là cục này là của nó. Đó, khách nào mua trước thì còn tặng kèm. Đó, ok, nó đó các bạn. Các bạn về lấy con ốc nha. Cái đây nè. Ở đây ta mở ra mất rồi. Hàng xịn nha. Con này khách nào chế lại chạy 12-24 kích lên nha. Kích lên áp cao, xài cái bo 3000W 80A. Xài cái bo 3000W 80A chạy tối đa 120V. Kích từ 24, 12-24 lên. Chạy chế thuyền các kiểu, con này là gọi là đỉnh nha. Tại vì nó tiêu thụ có 40A, trong khi cái bo công suất cao nhất hiện tại bây giờ 3000W 80A, áp từ 60 tới 120 VDC, trên Shopee hay bán. Giá cái bo đó là 2,450 triệu. Còn con này là 3,4 triệu chẳng. Giá bao ship. Cái bo đó khách nào mua thì liên hệ mình có một chỗ bán Shopee á. Mình mua lại của ảnh thì rất là uy tín nha. Bảo hành các kiểu rất là ngon đó. Mình toàn bộ mua từ của ảnh nha, từ khi phát hiện ra, giá cạnh tranh trên thị trường. Ok, khách nào cần liên hệ nha. Có hai con trên con dưới nè. Con nào cũng như nhau hết, cái lô hàng này nó cực đỉnh luôn các bạn. Quay là khỏi cần nghe tiếng động luôn nha.